Tập 1. Năm 1929, chính phủ Nhật Bản thành lập tỉnh thuộc địa quản lý việc tiến công Mãn Châu, nội Mông Cổ, chuyên phụ trách thúc đẩy di dân xâm lược. Trong số những dân di cư này có lẫn cả đặc vụ quân cảnh và nhân viên quân đội Nhật Bản. Những nhân viên này sau khi tiến vào Đông Bắc đã chấp tâm gây ra rắc rối, khiêu khích quân đội Trung Quốc đóng quân tại đó, mưu đồ gây ra chiến tranh toàn diện quy mô lớn ở Trung Quốc. Trung tá quân đội Nhật Bản Toyota Ichiro. Đi xe không? Đi xe không? Người phụ trách đảng ngầm Đảng Cộng sản Trung Quốc Cao Sơn. Đảng viên ngầm Đảng Cộng sản Trung Quốc Mã Thư. Anh là Cao Sơn phải không? Anh nhận nhầm người rồi. Cho dù anh quá thành tro tôi cũng nhận ra anh. Đại đội trưởng, có tiếng súng. Chưa nghe thấy tiếng súng bao giờ à? Hoảng hốt gì chứ? Không để người ta ăn cơm à? Tiểu Khả, đi xem đồ lụng bại. Đại đội trưởng, chúng ta giúp bên nào đi? Cùng nhìn đi, đám người này đang cầm gì trong tay? Súng ngắn CK-14 là người Nhật. Đúng vậy, đánh người Nhật chuẩn rồi. Nghe rõ cả đây. Tôi là người của đại đội đặc vụ, đội hướng dẫn quân Đông Bắc. Bỏ súng xuống cho tôi, không thì tôi đánh mấy người đó. Mau lên. Cảnh sát đến rồi, mau rút thôi. Bây giờ kế hoạch triển khai quân sự quan trọng vẫn còn nằm trong tay của tên Cao Sơn đó. Nếu như cơ mật này đến được Nam Kinh, tổn thất của đế quốc sẽ không thể ước chừng nổi đâu. Chúng tôi đã liều cả mạng sống. Lúc đó, ngài cũng có mặt. Chính vì tôi cũng có mặt nên mới thấy màn biểu diễn ngu xuẩn của các cậu. Tôi phải gặp được người này trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Còn cả hai tay súng cứu hắn nữa. Tôi không nghe bất cứ lời quỷ biện nào. Thế nào rồi? Lấy được rồi chứ? Lấy được rồi. Đợi bí thư Cao thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng đưa cô ấy ra khỏi Đông Bắc. Bố, hôm nay con đã thấy Giang Kiệt. Bố cũng nhìn thấy rồi. Bố, con muốn đợi sau khi tiễn bí thư Cao đi, con cũng sẽ rời khỏi Đông Bắc. Con làm vậy vì Giang Kiệt phải không? Đại đội trưởng, em đã xác nhận rồi. Bên trong chính là Mã Thư. Chị ấy là bác sĩ ở đây. Đây là bệnh viện Liên Xô à? Phải.
người Nhật Bản không dám đến đây gây chuyện đâu. Nói như vậy thì cũng khá an toàn. Anh cứ đón chị dâu về làm lễ kết hôn luôn đi cho rồi. Im cái miệng chó của cậu lại. Tưởng mình là Dương Lão Hổ sao? Cậu làm gì vậy? Ở đây canh đi. Mã Thư đã đắc tội với người Nhật, chắc chắn cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, trông chừng đi. Dân thưa đại đội trưởng. Đi. Được đấy, chơi đá gà còn cược tiền nữa. Được rồi, cho tôi chơi cùng đi. Cho tôi chơi cùng đi. Đa cát, sĩ quan quân đội tham gia cá cược phạt mỗi người 20 gậy cho tôi. Không được ăn cơm tối. Dân, báo cáo đại đội trưởng, các anh em không có sức tập luyện gì cả. Thêm cái này thì mọi người mới có sức tập luyện. Cao Đại Toàn phải không? Báo cáo, tôi là Cao Đại Toàn. Cậu thấy mình rất giỏi đúng không? Báo cáo đại đội trưởng, dù sao thì ở trong cái sân này tôi chưa từng bao giờ thua. Vậy cậu đấu với tôi một trận đi. Anh là cấp trên, đánh trọng thương anh thì không hay. Nghe rõ cả đi, Cao Đại Toàn đánh chết tôi cũng mặc kệ, không ai được nhúng tay vào. Nếu như cậu thắng tôi, đừng nói là đá gà, đá dế cũng được. Chưa ăn cơm sao? Sao không đứng dậy nữa? Mấy gậy này tạm ghi nợ cho tôi. Biết phải làm gì rồi chứ? Tôi biết rồi. Còn dám xông vào thôn Trần Gia nửa bước, bắn chết cả nút luôn. Dựa vào đâu? Người Nhật mấy người cướp lương thực của chúng tôi, bây giờ lại cướp đất của chúng tôi. Lương thực là của chúng tôi, đất là của chúng tôi. Bà con, mọi người nói có phải không? Phải. Mấy người muốn làm gì đây? Chúng tôi muốn về nhà. Về nhà? Chúng tôi về nhà. Chuyện gì vậy? Thái quân, Thái quân, anh mau phân xử cho chúng tôi đi. Họ muốn đuổi chúng tôi ra khỏi thôn Trần Gia, như vậy bảo chúng tôi biết sống sao đây. Nói như vậy thì các người không muốn rời khỏi nữa phải không? Phải. Nếu như họ đã không muốn rời đi thì để họ ở lại đây mãi mãi đi. Văn Kiệt, lâu rồi không gặp. Tránh ra. Từ Văn Kiệt, sao anh vẫn không hiểu về chính trị thế? Mảnh đất này là nơi cư trú của dân di cư Nhật Bản, người Trung Quốc không thể vào trong. Dân di cư của các người đã giết người dân Trung Quốc của chúng tôi. Giao hung thủ ra đây cho tôi. Nếu như tôi không giao ra thì sao? Anh dám xông vào sao? Nếu như anh dám xông vào, hai nước Trung Nhật sẽ lập tức khai chiến. Tội này anh có gánh nổi hay không? Nào, tránh ra. Để đại đội trưởng tự vào trong. Mời. Sao vậy? Không dám nữa à?
Anh nói đúng. Tôi không dám. Tôi thật sự không dám đó. Hãy xem các người đang đứng ở nơi nào. Anh giết tôi thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn là xông vào trong đó. Anh chắc chắn muốn làm như vậy phải không? Đám súc sinh các người nghe cho rõ đi. Tốt nhất hãy trốn mãi mãi sau tấm biển này. Đừng có ra ngoài. Giao hết nhân sâm, Dung Hu ra đây. Không thì cút khỏi đây. Quan lớn ơi, ở đây nào có nhân sâm với Dung Hu chứ. Người giữa các người vô lý quá đấy. Dừng tay, tránh ra. Bỏ lương thực và đồ mấy người cướp xuống ngay, rồi mau cút đi. Nếu như không phải tao thấy mày là lính, đeo súng bên eo, mày dám ăn nói với tao như vậy, tao đã giết mày rồi. Các anh em, buông hết súng xuống. Quý tử, đừng ai ra tay. Bây giờ trên người tôi không còn súng nữa. Mày dám đánh người Nhật sao? Tao đánh người Nhật đấy. Đánh cho tôi. Cút. Bao chạy. Mau đi thôi. Lần này cha bảo con về là để con cưới vợ. Chuyện đại sự của nhà họ Trần chúng ta chính là cưới vợ về nhà. Cha, chuyện kết hôn cứ để đấy đã. Con muốn về Phụng Thiên một chuyến. Vậy nhà chúng ta phải làm sao? Vợ con phải làm sao? Con phải cưới vợ về nhà chứ. Cưới vợ. Chỉ có chút chuyện đó thôi. Con cưới về để cho bọn giặc nhà đạp hay sao cha? Quý tử, đừng gây chuyện. Chạy đi ra ngoài xem đã, đừng gây chuyện. Trong thôn này, mỗi hộ đều có một người đàn ông làm lính trong quân Đông Bắc. Trong đó, quan hàm lớn nhất là người họ Trần. Chính là cậu ta đã đánh Ronin của chúng ta. Tìm hắn cho tôi. Không hay rồi. Bọn giặc Nhật Bản đã xông vào thôn rồi. Đến đúng lúc lắm. Quý tử, đừng gây chuyện mà. Cha cứ ở yên đây. Các anh em, đi theo tôi. Quý tử, anh quên đội trưởng đã nói gì rồi sao? Quý tử, cha hãy ở yên đây. Tuyệt đối đừng ra ngoài. Bây giờ con đi tìm bộ đội đến. Được rồi, đi thôi. Báo cáo đại đội trưởng, một đội bảo vệ đường của đạo quân Quang Đông đang gây sự ở thôn Liễu Điều. Thôn Liễu Điều, đó không phải là nhà của Trần Quý sao? Phải, cậu đi đi, rõ. Cao Đại Toàn, đại đội trưởng, cậu đưa trung đội 1 và 2 đến thôn Liễu Điều, ngăn chặn bọn giặc tiếp tục vượt biên, nhưng không có lệnh của tôi thì không được nổ súng, rõ. Anh, em thấy Thiện Tiễn Hành có ở đây, hay là chúng ta xin chỉ thị của chú ấy đi. Bà con người Nhật Bản đánh nhau, đây là tranh chấp dân sự, giao cho cảnh sát xử lý là được. Tham mưu trưởng, những kẻ đến thôn Liễu Điều đều là bộ đội chính thức của đạo quân Quan Đông Nhật Bản, không được coi là tranh chấp dân sự nhỉ? Không phải chỉ là một tiểu đội thôi sao? Có gì đáng kinh ngạc chứ? Họ phải đến một tiểu đội, chúng ta phải đến một trung đội, công bằng gì? Báo cáo cấp trên, vừa nãy thiếu tá ở thôn Liễu Điều gọi điện thoại đến nói đội bảo vệ đường của bọn giặc đã nổ súng trong thôn. Người của chúng ta nổ súng rồi sao? Không có. Tham mưu trưởng, tôi có thể xuất phát rồi chứ? Cố tình gây rắc rối để bọn chúng nắm được sơ hở của chúng ta, có phải gì không? Bây giờ bọn giặc đang nổ súng ở địa giới của chúng ta, ai cố tình gây rắc rối đi? Từ Giang Kiệt, tôi là tham mưu trưởng. Hôm nay tôi trực ban, ở đây tôi là người quyết định. Được. Vậy tôi bảo cha tôi nói chuyện với chú. Chú đợi điện thoại đi. Ranh con. Quốc Chân, anh phải nhẫn nại. Bây giờ chúng ta không động vào người Nhật được đâu. Thiếu soái, tôi hiểu ý của anh, nhưng một mực nhượng bộ, không chống lại Nhật Bản,
e là đại đa số cấp dưới không hiểu được nỗi khổ tâm của anh đâu. Không hiểu được cũng phải hiểu, anh phải nghĩ đến toàn cục. Phải. Tôi đã làm cả đời trong quân đội Đông Bắc, tôi biết cái gì là đại cục. Cha, bọn giặc gây chuyện rồi, cha mau cứu đi. Văn Kiệt, ta phải đi đầu chấp hành chính sách, ngấm ngầm chịu đựng của thiếu soái. Vẫn nhịn sao? Nhịn đến bao giờ mới thôi đi? Trước đây lão soái dẫn chúng ta đổ sức với người Nhật, quân Đông Bắc cũng không mất đi lợi ích. Bây giờ thì sao? Thiếu soái chẳng có chút tâm huyết nào cả. Còn thấy bọn giặc mà đến thì cứ đánh chúng, xem sau này chúng còn dám nữa không. Quân dân cần phải hiểu biết một chút về chính trị, không thì chẳng khác gì thổ phỉ cả. Loại chính trị nhục quốc gia, mất chủ quyền này con không hiểu, cũng không muốn hiểu. Văn Kiệt, lẽ nào cha con không muốn đánh sao? Cao Đại Toàn, chuyện gì vậy? Có mỗi mấy người thế này thôi à? Cả đội đâu? Đại đội trưởng, bên trên đều người hết đi rồi, chỉ còn mỗi mấy anh em đây thôi. Đại đội trưởng, trong thôn các cậu thế nào rồi? Lương thực bị cướp mất hơn nữa, trong tay đám Jonin Nhật Bản đó còn có dao súng. Các bà con đều sợ, bây giờ không dám về nhà, đang dựng liệu ở trên núi kia kìa. Lương thực mà dân dân của chúng ta vất vả làm ra, sao có thể rơi vào đám súc sinh đó? Đại đội trưởng, tôi sẽ đưa người cướp về. Bây giờ Nam Kinh và thiếu soái đã ra cái lệnh chết tiệt cho cha tôi. Quân đội Đông Bắc không được đối đầu trực tiếp với bọn giặc, vậy phải làm sao đây? Như vậy đi, lát nữa chúng ta làm giả thủ phỉ, cho dù có cướp lương thực, tội danh này cũng sẽ không để lộ lên đầu quân Đông Bắc được. Cha tôi cũng sẽ không gặp rắc rối. Lát nữa nói với anh em, không được nổ súng, cất hết súng đi. Chỉ cần không gây ra án mạng, bọn giặc sẽ không nói được gì đâu. Đại đội trưởng, lão Trần vừa nãy đã nói rồi, có dao có súng đấy, chúng ta không cầm súng thì đánh thế nào đây? Bây giờ tôi sẽ dạy cậu cách đánh không cần dao cần súng. Lát nữa nhớ che mặt lại đấy. Cầm lấy lương thực, rút lui. Cậu xem, cậu đánh nhau kiểu gì vậy? Cậu ăn dụng lương thực rồi phải không? Sao vậy? Cậu xem miệng của cậu đi. Với bộ dạng này xem ra không dùng súng, cậu cũng không biết đánh thật. Là dối mà, không phải lương thực đâu. Sao quân nhân của đế quốc có thể chịu nổi nhục nhã như vậy được chứ? 2 km phía trước chính là nơi đóng quân của quân đội Trung Quốc. Các cậu hãy đi báo án để chúng rút khỏi đồn bốt, tìm ra người đã tập kích các cậu cho tôi. Rõ. Ngoài ra hãy nói với bọn chúng thời gian rút lui chỉ có 10 phút thôi. Nếu như chúng không chịu, các cậu có thể áp dụng bất cứ hành động nào. Ngài Toyota, tại sao lại là 10 phút? Chúng sẽ không mang đi được bất cứ vũ khí hạng nặng nào trong vòng 10 phút. Thứ mà quân Đông Bắc thiếu nhất chính là loại vũ khí này. Đã hiểu chưa? Tôi hiểu rồi, mở đường. Các người làm gì đó? Mời chỉ huy của các anh ra đây nói chuyện đi. Chỉ huy của chúng tôi rất bận, không có thời gian gặp. Làm gì đó? Súng của ai vậy? Tôi đại diện cho Bộ Tư lệnh Đạo quân Quang Đông Đại Nhật Bản Đế Quốc đến đưa ra kháng nghị với các anh. Chúng tôi là bộ đội phòng vệ, không xử lý chuyện chính trị đâu. Có chuyện gì hãy đến Phụng Thiên tìm chính quyền của chúng tôi. Hôm qua quân đội và kiều bào của chúng tôi bị thổ phỉ của các anh tập kích, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Bộ Tư lệnh Đạo quân Quang Đông
yêu cầu các anh rút khỏi đầu bốt, đến khu vực xảy ra chuyện tiêu diệt bọn cướp. Nếu như trong vòng 1 giờ đồng hồ các anh không đưa ra được câu trả lời, đạo quân Hoa Đông sẽ triển khai hành động quân sự với các anh. Đây là công hàm Bộ Tư lệnh đạo quân Hoa Đông đưa cho các anh. Các anh đợi đi, chuyện này tôi phải đi xin chỉ thị cấp trên. Bỏ súng xuống. Alo, tôi là Thiện Tiến Hành. Lệnh cho đội biên phòng quân đội an ninh lập tức rút khỏi đồn bốt, không được có bất cứ xung đột nào với người Nhật. Đã có lệnh, chuẩn bị rút lui. Dựa vào đâu mà chúng ta phải rút lui chứ? Đây là mệnh lệnh của cấp trên, mau chấp hành đi. Rõ. Cấp trên đã ra lệnh cho chúng tôi tiêu diệt bọn cướp. Thời gian các anh đưa ra không đủ, chúng tôi cần 2 giờ đồng hồ để vận chuyển tất cả vũ khí hạng nặng. Các anh có 10 phút, nếu như không rút lui, chúng tôi sẽ coi như các anh ngang nhiên khiêu khích. Đạo quân Quan Đông của chúng tôi đang ở phạm vi 1 km quanh đây. Được rồi, toàn thể nghe lệnh, để lại tất cả vũ khí hạng nặng ở đồn bốt, chuẩn bị rút lui. Đứng lại, dừng tại chỗ. Báo cáo cấp trên, trung úy đại đội trưởng Điền Địa báo cáo. Vũ khí hạng nặng của các cậu đâu? Để lại ở đồn bốt rồi. Bọn giặc chỉ cho 10 phút, không đủ thời gian, không thể mang đi được. Bọn giặc nói 10 phút là 10 phút sao? Cậu nghe lời thật đấy. Cấp trên, tôi cũng đang chấp hành mệnh lệnh. Nếu như đánh nhau thật, một trung đội của đạo quân Hoa Đông chưa chắc đã đánh bại được đại đội của Điền Địa tôi. Được, câu này rất có chí khí. Điền Địa, cậu chấp hành nhiệm vụ không hề sai, nhưng vũ khí hạng nặng bắt buộc phải cướp về. Rõ, đám giặc đó đi đâu rồi? Ở đằng sau chúng ta, cách đây chưa đến 10 km, chuẩn bị phục kích. Rõ. Người đâu? Chuyển đi. Là anh? Không phải đã bảo anh rút lui trong 10 phút sao? Ngại quá, mệnh lệnh của cấp trên thay đổi rồi. Mệnh lệnh bây giờ là tịch thu toàn bộ vũ khí của các người. Tôi cho anh một mệnh lệnh mới. Trong vòng 10 phút hãy biến mất khỏi trước mặt tôi, không thì giết chết bất luận tội gì. Anh dám? Vậy anh thử xem. Bắt đầu đếm giờ. Lên đạn. Rút. Rút cuộc người này làm nghề gì vậy? Người này là kẻ buôn lậu, rất quen thuộc với tuyến đường từ Trung Quốc đến Liên Xô. Có thể đưa bí thư Cao đi. Người biết mỗi đường thôi thì có gì đáng tin không? Có đáng tin hay không thì cũng hết cách rồi. Bây giờ chúng ta không còn ai khác nữa. Được rồi, tôi đi trước đây. Anh cẩn thận đó. Mời vào trong. Tuyến đường có vấn đề gì không? Tiền có vấn đề gì không? Tiền không có vấn đề thì mọi chuyện cũng không có vấn đề. Khi nào thì chúng ta đi? Để tôi sắp xếp đã. Đợi tôi thông báo sau. Phải nhanh lên, tôi không có thời gian đợi anh đâu. Thế nào? Người không có vấn đề gì. Vấn đề quan trọng là tiền. Tiền. Được rồi, chúng ta hãy nghĩ cách đi.
Mã Thư. Mã Thư, hôm nay em vẫn muốn chạy sao? Chị dâu, ai là chị dâu cậu? Đi thôi, đi chậm thôi. Rốt cuộc cậu là ai? Đi theo tôi làm gì? Chị dâu, chị không nhận ra em nữa sao? Em là Tiểu Khả, trước kia là lính liên lạc của Lữ đoàn trưởng. Cậu đi theo tôi làm gì? Đại đội trưởng bảo em bảo vệ chị. Bảo vệ tôi? Em đã đi theo chị mấy ngày rồi. Đại đội trưởng sợ chị xảy ra chuyện. Tôi không sao, cậu đi đi. Vâng. Quay về nói với đại đội trưởng các cậu, có thể gặp mặt tôi được không? Được, chuyện này chắc chắn là được. Vậy em đi đây, chị dâu. Đại đội trưởng, hai người nói chuyện đi, em đợi hai người ở cổng. Sao bác sĩ Mã không chạy nữa? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh cái gì? Cảm ơn anh đã phái người âm thầm bảo vệ em. Đừng hiểu lầm, không phải là bảo vệ em. Chỉ cần là người đối đầu với bọn giặc, anh đều sẽ bảo vệ. Em muốn nhờ anh giúp một việc. Nói đi. Em có một bệnh nhân cần rời khỏi đây gấp, đến bệnh viện ở Cáp Dĩ Tân làm phẫu thuật. Em muốn nhờ anh giúp em đưa anh ấy ra khỏi Phụng Thiên. Được rồi, được rồi, anh có thể giúp em chuyện này. Nhưng em cũng phải giúp anh một chuyện. Em hãy thay anh giải thích với hơn 1.000 vị khách tham gia hôn lễ 3 năm trước, hôm đó tại sao em lại đào hôn. Có được không? Nếu như em không muốn kết hôn với anh, em đối với anh cũng không sao hết. Tại sao lại đào hôn ngay buổi lễ chứ? Em xem Tư Văn Kiện anh là cái gì. Khi nào em có thể giải thích cho anh thì lúc đó anh sẽ giúp em. Đại đội trưởng, đại đội trưởng, sao anh cứ như vậy đi với chị dâu chứ? Còn gọi chị dâu gì nữa, tôi lột da cậu đó. Đại đội trưởng, thực ra em có thể nhìn ra được anh đối xử với chị dâu. Tiểu Khả. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ, cậu hãy canh giữ bên cạnh Mã Thư. Đây là lệnh điều binh, xảy ra chuyện gì xem xét tình hình mà làm, hiểu chưa? Em hiểu rồi. Anh đang muốn em âm thầm bảo vệ chị dâu. Ai nói vậy chứ? Tôi chưa từng nói thế. Có nói không? Không nói thì tôi sẽ giặt hết răng của cậu. Tôi nói, tôi nói, tôi không phải người Đảng Cộng sản.
cũng không phải người của Nam Kinh. Tôi chỉ là một tên buôn lậu thôi. Ai cho tôi tiền, tôi liền làm việc cho người đó. Vậy người của đảng Cộng sản tìm cậu làm gì? Họ nói là đưa một người ra nước ngoài. Những chuyện khác họ không nói cho tôi biết. Cha, thế nào? Bao giờ chúng ta xuất phát? 9 giờ tối. Được rồi, con quay về chuẩn bị một chút. 8 giờ tối chúng ta gặp nhau ở đây. Cô đi đi cha. Hành động tối nay chỉ được thành công, không được thất bại. Sau khi hoàn thành sẽ có thưởng lớn. Cảm ơn cấp trên. Tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho ngài. Matsumoto, phái một tiểu đội quá trang thành quân Đông Bắc, giao cho cậu Dương chỉ huy. Tối nay phải xem biểu hiện của cậu rồi. Sao bây giờ cô mới đến vậy? Đây là ý gì? Đây đều là người của mình. Tôi mời đến hát nhị dân chuyển. Phía sau bám sát vào. Dừng. Mấy người làm gì vậy? Cậu lớn trong nhà trung đoàn trưởng bị bệnh. Chúng tôi ra khỏi thành đi khám bệnh. Khám bệnh? Có giấy thông hành không? Có. Đây. Được rồi, đi. Đi thôi. Chúng ta đã ra khỏi thành, bây giờ an toàn rồi. Vất vả cho mọi người rồi. Không sao, đều là đồng hương mà. Giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm. Những người hát nhị nhân chuyển này là anh bỏ tiền thuê phải không? Phải, đều là những người hát nhị nhân chuyển do tôi mời đến. Lúc nhỏ tôi thích nhất là nghe hát nhị nhân chuyển. Đáng tiếc, lâu rồi chưa được nghe. Rốt cuộc khi nào họ mới tới vậy? Dựa theo thời gian họ ra cổng thành, chắc là sắp đến rồi. Tôi thấy đưa đến đây được rồi. Để tôi đưa các cô đi tiếp. Đều là đồng hương mà, không vội. Không cần nữa đâu. Không cần khách sáo. Các anh đã đưa chúng tôi đi một quãng đường xa. Giờ chúng tôi đã an toàn rồi. Để tôi đưa cô đi tiếp. Phía trước còn có xe đợi các cô nữa. Vậy sao? Còn có xe đợi chúng tôi nữa à? Đúng vậy. Để tôi đưa các cô đi tiếp. Phải rồi, tôi còn tiền chưa trả anh. Lên. Anh ta làm phản rồi. Sao cô biết? Anh ta nói đằng trước có xe đợi chúng ta. Chắc chắn là có mai phục. Chúng ta mau rút thôi. Đi thôi. Chị dâu, chị không sao chứ? Mau rút, mau lên. Mau đuổi theo, nhanh lên. Nhanh lên. Trần Quý. Ai vậy? Mau lên. Làm gì vậy? Đã muộn vậy rồi. Mau lên.
Trần Quý, chuyện gì vậy? Đây là anh họ tôi, anh ấy bị người Nhật truy đuổi. Nhà anh có chỗ trốn không? Cha, chuyện gì vậy? Chú, đằng sau toàn là bọn giặc. Vậy đi theo tôi. Mọi người đừng xúm lại nữa. Mau vào thôn yểm hộ, mau nhanh lên. Vào trong nhanh lên. Bao dây đưa đi, tìm từng nhà cho tôi. Rõ. Ở cổng làng đã nghe thấy tiếng chó sủa. Có để cho bà con trong thôn ngủ không vậy? Từ Văn Kiệt, lại là anh. Hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích. Anh đang gây rối ở khu vực của người Trung Quốc chúng tôi. Người Nhật các anh phải cho người Trung Quốc một lời giải thích. Tội phạm quan trọng của Đại Nhật Bản Đế Quốc đã chạy vào trong thôn. Vậy chúng tôi nên vào trong lục soát gì? Tội phạm quan trọng. Nếu vợ anh thông dâm với người khác, tôi sẽ để anh vào trong lục soát. Từ Văn Kiệt, anh là một người có học, sao lại lấy ví dụ không phù hợp như thế? Vậy người Nhật làm mưa làm gió ở chỗ người Trung Quốc, anh thấy phù hợp hay sao? Tôi nhất định phải đưa người đi. Được, vậy tôi cho anh tội nguyện. Tay súng liên thanh. Nếu như bọn họ dám hành động, cứ bắn nát như tổ ông cho tôi. Rõ. Từ Văn Kiệt, anh có biết anh đã gây ra bao nhiêu quả lớn không? Là bạn học cũ với nhau, tôi khuyên anh nghĩ kỹ rồi hãy làm. Từ Văn Kiệt tôi từ khi sinh ra đến nay không biết gây quả là gì rồi. Động tĩnh càng lớn lại càng vui. Anh có biết thân phận của hắn không? Hắn là người của Cộng sản đảng. Được. Vậy tôi sẽ vào trong xem người mà anh gọi là đảng Cộng sản. Đại Lưu, nếu như bọn họ dám manh động, băm nát làm sủi cảo cho tôi. Rõ. Chuyện gì vậy? Mạch của anh ấy yếu quá, phải làm phẫu thuật ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không được cử động. Tôi, đại đội trưởng. Người đâu? Ở bên trong. Giúp tôi cầm cái này. Đưa cho tôi cái kẹp cầm máu khác. Đúng rồi. Đại đội trưởng, người này là ai? Anh ấy là bệnh nhân. Anh hỏi em một lần nữa, rốt cuộc anh ta là ai? Bây giờ em đang làm phẫu thuật, mời anh lập tức ra ngoài. Đi thôi. Văn Kiệt, anh đang làm cái gì vậy? Quý, bây giờ tôi ra ngoài giữ chân Toyota. Đợi sau khi phẫu thuật xong, cậu hãy đưa Mã Thư đến nơi an toàn, không thành vấn đề. Nói với cô ấy, bảo cô ấy phải đi càng xa càng tốt. Tôi không muốn gặp lại cô ấy nữa. Không phải. Thế nào Văn Kiệt? Đã thấy người chưa? Người nào? Người của đảng Cộng sản đó. Đảng Cộng sản gì không nhìn thấy? Toyota, đừng làm phiền bà con ngủ nghỉ nữa. Biến đi.